rồi mấy em giao hàng cho anh Hậu Phùng không? Hậu Phùng. Hậu Phùng là tên họ Phùng, tên Hậu. Đồ đẩy hàng 8 tấn 4 con. Đồ đẩy hàng 8 tấn có điều hướng 2 con. Xà ben 24 inch của cầm áp 6 cây 2 cây. Rồi, tổng cộng là 8 thứ. Xà ben 6 tấn. Cái này là không mang khiên sang con anh quay coi. Ok. Đây là loại bình thường ha. Ở trên đây nó sẽ có cái này là chống trượt, gọi là anti slip á. Rồi. Tải trọng 8 tấn. Bánh xe là 70x80 nha. Bánh xe là 70x80. Đẹp luôn, sáng bóng luôn. Rồi bỏ vô. Lôi con của thằng kia ra. 4 con à. 1 2 3 4. Còn à, lôi con có điều hướng đẩy ra ngoài kia đi. Đẩy vô đằng lần để con cái con. Đẩy ra ngoài kia mẫu. Nè. Không còn đâu, em đẩy ra ngoài đó em quay nó được rồi. Cho nó đẩy rồi. Rồi đây là con 8 tấn xay được ha. Xay 180 độ. Xay 180 độ là xay như vậy nè. Lấy cây bỏ vô. Để cây dài xuống. Không, em cứ để dài xuống em. Ừ. Đúng rồi. Đó. Cái tay này là dùng để điều hướng nè. Mình gắn vô ở đây có chốt nhỏ nè. Gắn vô mình điều hướng đó. Xay 180 độ bên trái bên phải. 6 bánh xe hả? Rồi, hai con này. Giờ em đi giao hàng luôn á.